Nắng nóng ăn gì cũng chán ngán, làm ngay món hoa quả dầm hay trái keto cho gia đình thưởng thức thôi nào cả nhà ơi. Vừa bổ sung vitamin, bổ sung chất xơ rất là tốt. Trái cây tươi giói kết hợp với sốt sữa chua các vị béo thơm, chua chua, ngọt ngọt, mát lạnh, thêm chút trân châu ba quy giòn sần sật ngon lắm luôn. Món này không mới nhưng mà để làm được thành phẩm ngon, kinh doanh tốt thì không phải ai cũng biết. Xem kỹ video để làm được thành phẩm ngon nhất nhé. Nguyên liệu mình chuẩn bị. Đầu tiên thì mình sẽ làm sốt sữa chua. Phần sốt này quyết định rất lớn đến độ ngon của món này nhé. Mình sử dụng một hộp sữa chua không đường. Cho vào cùng 50-60ml sữa đặc, 50ml sữa tươi không đường, 30ml kem béo thực vật rich hoặc là nước cốt dừa, 30ml nước đường và mình khuấy đều. Mình thu được phần sốt sữa chua rất là ngon như thế này. Các bạn có thể để nguyên vị sữa chua như thế này hoặc là mix với siro hoặc là mứt trái cây các loại để tạo nên nhiều hương vị phong phú hơn cho khách lựa chọn. Hôm nay thì mình sẽ mix 3 vị là chanh dây, dâu tây và việt quất. 3 vị này mình thấy nó thơm, ngon và được nhiều người thích nhất. Mình sẽ sử dụng 2-3 quả chanh dây, bổ đôi ra và mình tách lấy phần hạt. Mình lọc qua dây để thu được phần nước cốt. Mình sẽ cần sử dụng 40-50ml nước cốt chanh dây. Mình sẽ cho phần nước cốt này vào cùng với sốt sữa chua và khuấy đều. Sốt sữa chua vị chanh dây này có màu vàng nhạt, chua chua, ngọt ngọt kết hợp với hoa quả ăn rất là cuốn. Mình sẽ làm thêm một phần sốt sữa chua mix với 40-50ml mứt hoặc là siro dâu tây. Và một phần mình mix với 40-50ml mứt việt quất. Mỗi phần này thì sẽ sử dụng cho 3 ly 500ml nhé các bạn. Phần sốt sữa chua này thì mình sẽ cất vào trong ngăn mát tủ lạnh dùng trong 1-2 ngày. Để làm món hoa quả dầm, các bạn sử dụng các loại hoa quả, trái cây tùy theo sở thích và theo mùa. Nên chọn những quả tươi không dập nát và chọn sao cho đủ vị chua, ngọt, giòn, mềm để cân bằng vị và ngon hơn. Làm nhà ăn thì có gì dùng đấy, còn làm bán thì các bạn chọn theo giá thành mà các bạn bán theo nhu cầu của khách. Nên kết hợp các loại quả có nhiều màu sắc khác nhau để khi mix lên ly trái cây có màu đẹp. Hôm nay mình sẽ sử dụng dưa hấu, bơ, thanh long, xoài, mít, mận, vải hoặc là nhãn. Các loại trái cây thì mình sẽ thái hạt lựu ra. Mận thì mình sẽ tách múi và tách bỏ hạt. Vải thì mình lột bỏ vỏ, các bạn có thể để nguyên hạt hoặc là tách bỏ hạt tùy theo sở thích. Đây là phần trái cây mà mình đã chuẩn bị xong. Mình chuẩn bị thêm trân châu ba quy, đá bào để ăn cùng. Giờ mình sẽ ra ly 500ml nhé. Mình cho đá bào vào 1/3 ly. Cho trái cây vào trong ly. Các bạn nên cho xen kẽ các màu để ly trái cây nhìn đẹp mắt. Mình cho thêm một chút trân châu ba quy nữa. Các bạn có thể thay thế bằng thạch dừa, thạch rau câu cũng rất là ngon. Sau đó mình rót vào trong ly 90-100ml sốt sữa chua. Các bạn trang trí thêm vài miếng trái cây lên trên cho đẹp mắt nhé và có thể cho thêm một chút dừa giấy nếu thích. Vậy là mình đã có những ly trái cây hoa quả dầm rất là tươi ngon bắt mắt như thế này rồi. Gelato thì cũng vậy nhé các bạn.
Khi thưởng thức thì các bạn chỉ cần khuấy đều lên để sữa chua hòa quyện vào với trái cây, tan ra cùng với đá. Trái cây tươi giói, sốt sữa chua thì chua chua, ngọt ngọt, mát lạnh, ăn ngon lắm luôn. Thêm chút trân châu ba quy giòn sần sật, ăn rất là hợp. Tùy theo giá các bạn bán, giá trái cây các bạn mua, khu vực nơi bạn ở mà lựa chọn loại trái cây phù hợp, bán sao cho có lời là được nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.